minh, 5 món ăn siêu độc ở cổng trường, thủ phạm chính gây ung thư cho học sinh. Rợn người khi biết rõ nguồn gốc và sự thật kinh hoàng ở khâu sản xuất. Thưa quý vị, chỉ vài ngày trở lại đây đã có tới hơn 5 vụ học sinh bị ngộ độc, thậm chí là co giật, khó thở sau giờ ra chơi. Nguyên nhân không đâu khác chính là những đồ ăn nơi cổng trường sau giờ tan học. Những món ăn màu sắc sặc sỡ thơm ngon này cũng chính là thủ phạm len lỏi ẩn họa dân mòn tương lai trẻ ở ngôi trường. 10 món ăn vặt cực bẩn cực độc và có nguồn gốc từ Trung Quốc khiến các phụ huynh nghe rùng mình và không thể ngờ nó hiểm họa cho sức khỏe còn trẻ tới vậy. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ẩn họa thực phẩm bẩn, đồ ăn vặt không nguồn gốc bủa vây cổng trường. Thời gian qua, có không ít vụ học sinh bị ngộ độc bởi thực phẩm bẩn trôi nổi, không nguồn gốc, quy trình chế biến. Công đoạn thực hành hoàn toàn bằng tay trần, dễ nhận thấy nhiều quán ăn mọc lên quanh khu vực cổng các trường học. Dù đã được đề cập nhiều, nhưng hiện nay, vấn đề đáng lo ngại này vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là học sinh. Bên ngoài cổng các trường học, hàng quán bán phần lớn các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bao bì, nhãn mác, thậm chí những đồ ăn vặt được chế biến, bày bán ven đường, nằm kế miệng cống, sát đường đi xe cộ qua lại, không che đậy bụi bặm. Ngay khi tiếng trống ra chơi và tan trường vang lên, các cửa hàng này đều hoạt động hết công suất với đủ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thậm chí có những loại đã từng được cảnh báo mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn được bày bán tại các cổng trường học. Khảo sát một vòng quanh các trường học trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi có quá nhiều hàng quán quanh khu vực cổng trường. Bên cạnh các cửa hàng bày bán các mặt hàng đồ chơi, đồ ăn phục vụ học sinh còn có các loại xe đẩy, hàng rong. Các món ăn khoái khẩu đa dạng hấp dẫn lứa tuổi học trò hiện nay như xúc xích rán, nem chua rán, thịt bò khô, bánh chuối rán, bim bim, kem. Các loại nước uống đóng túi với đầy đủ màu sắc hương vị. Giá các món ăn vặt dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng. Những loại thực phẩm này được các em học sinh rất yêu thích. Nguyên liệu để chế biến nem chua rán, thịt bò khô, tương ớt, mỡ, dầu rán đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém, thời hạn sử dụng chỉ có người bán mới biết. Trên thực tế, việc xử lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm trước cổng trường là rất khó bởi các cơ sở này hoạt động mùa vụ, không cố định, theo quy định không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh. Do đó, khi kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ có thể tuyên truyền nhắc nhở và tịch thu, tiêu hủy những mặt hàng vi phạm chứ không thể xử phạt. Với mùi vị hấp dẫn, mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, những đồ ăn uống cổng trường được bày bán tràn lan không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của thế hệ măng non mà còn là mối nguy hiểm về lâu dài trong hệ thống thực phẩm. Hàng hóa bày bán ở cổng trường từ bánh kẹo, bim bim, bánh mì, xúc xích đến các loại đồ uống như trà sữa, nước đóng chai. Trong đó, nhiều loại sản phẩm không có tem mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một số loại thực phẩm như xúc xích, chả tôm, bánh mì được nướng rán bày bán ngay lề đường trong điều kiện trời mưa, nắng, bụi bặm. Nhận biết được nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, một số cha mẹ học sinh kiên quyết không cho con mua đồ ăn trước cổng trường. Tuy nhiên, cũng còn đa số phụ huynh không nhắc nhở và quản lý triệt để, nên việc sử dụng thực phẩm trước cổng trường vẫn còn diễn ra. Thức ăn đường phố hiện đang là một vấn nạn chưa được giải quyết dứt điểm. Rất nhiều cảnh báo đã được đưa ra, nhưng hầu như không mấy hiệu quả. Và thực trạng đáng lo ngại này vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày. Như quý vị cũng biết, cổng trường chính là nơi gọi là thiên đường ăn vặt của các bạn học sinh. Chỉ với một số tiền ít ỏi là các em đã có thể tận hưởng và nếm được những thứ đồ ăn có gia vị cực kỳ ngon, cuốn hút. Nào thì thịt hổ, bò cay, xiên thịt, cá viên chiên, xúc xích. Tuy nhiên, đây chưa phải là những thứ độc nhất khi quý vị biết về 5 món tưởng chừng như ngon bổ rẻ, màu sắc sặc sỡ, thơm nức mũi, ẩn chứa đằng sau lại là sự thật chất lượng đáng sợ. 1. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn là cái tên chưa bao giờ hết hot. Chính vì thế nó sẽ được cao cao tại vị ở ngôi vua trong danh sách ngày hôm nay. Đây chính là thứ đồ ăn vặt vô cùng nguy hiểm mà nhiều người chưa bao giờ nghĩ đến. Với hương vị chua cay được tạo ra từ nhiều thứ nguyên liệu hòa quyện với nhau, chính là loại đồ ăn vặt thơm ngon bắt lưỡi khiến không ít người mê mệt. Vì cái sự hấp dẫn này, bánh tráng trộn được bán với giá rất là phổ thông. Nhiều bạn có thể mua được cả một ủ bánh tráng ngoài vỉa hè và ăn tê lưỡi luôn. Thế nhưng các bạn có biết không, đằng sau cái sự phê pha này là những mối nguy hại đang dang rộng vòng tay đón chờ các bạn ở một ngày không xa. Và trên thực tế thì nhiều người đã vì chút lợi nhuận mà sẵn sàng dùng các nguyên liệu rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, thậm chí là thực phẩm thừa để chế biến. Sau đó bày bán tràn lan trên đường, cổng trường mà
Mặc kệ đường có bụi mù tăm tít đến đâu, và chưa kể túi ni lông họ sử dụng vốn là chất bản tái chế và tác nhân chính gây ung thư, càng nguy hiểm hơn đối với sức khỏe, đặc biệt là học sinh. Tuy nhiên, cũng có một số chỗ họ bán có tâm và sạch sẽ. 2. Bò cay. Chỉ 3.000 Việt Nam đồng là sẽ được trải nghiệm cảm giác tê tái đầu lưỡi. Đây là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc đến món bò cay. Mặc dù có vị cay nồng như thế, nhưng loại đồ ăn này lại rất hợp gu và với túi tiền học sinh. Chỉ với vài nghìn đồng là các bạn trẻ đã mua được hẳn một gói với rất nhiều miếng bò sặc sỡ bên trong, ăn rất lạ miệng. Ăn vào cũng phải gọi là cuốn không thể tả. Chính vì thế, bò cay cũng được bán nhan nhản ở lề đường cổng trường học. Tuy nhiên, thử nghĩ một miếng bò thật thì làm sao có cái giá vài ba nghìn đồng. Chắc chắn đây chỉ có thể là bò giả. Nhìn bằng mắt thường, cái miếng thịt bò được tẩm ướp phẩm màu gia vị nồng nặc, nhớp nháp mùi dầu mỡ. Rất nhiều thông tin đã được đưa ra kiểm chứng cho việc món bò này bán ngoài cổng trường không hề an toàn. Tuy vậy, sản phẩm này vẫn được bày bán công khai và trẻ em vẫn ăn âm âm bị lôi cuốn. Đáng nói, những sản phẩm này toàn bao bì nước ngoài và không có nguồn gốc xuất xứ. 3. Thịt hổ. Với 2.000 đồng mà ngon không cưỡng, dai dai, ngậy ngậy thơm ngon, hương vị cứ gọi là đỉnh của chóp. Thế nhưng sự thật rung minh khi tìm hiểu mới ngã ngửa, phát hiện ra sự thật kinh hoàng phía sau. Bao bì này nhãn mác toàn bằng Trung Quốc, chữ thì in mờ nhạt, không có bất kỳ nhãn phụ tiếng Việt nào cả. Không có cả ngày sản xuất và cũng chả có ngày sử dụng. Thậm chí nguồn gốc xuất xứ cũng không có, thì thịt bên trong có phải thịt hổ là thật hay không? Sự thật là thịt bên trong chỉ toàn là đồ bẩn đã bỏ đi, được tẩm ướp bằng hóa chất độc hại. Nhưng khi bỏ vào các bao bì sặc sỡ sẽ phù phép biến thành món ngon thượng hạng cho giới học sinh. 4. Đồ chiên ở cổng trường. Thật không khó để bắt gặp những quán đồ ăn vỉa hè với thực đơn hấp dẫn được bày la liệt ra ở rìa đường, cổng trường, với hiểm họa ẩn chứa âm âm, nhưng không kể học sinh hay phụ huynh đều ăn một cách ngon lành. Tuy nhiên, bạn có biết không, chính những điều này lại dẫn đến hậu quả khôn lường và nguy cơ gây ung thư với tỷ lệ rất cao. Xúc xích, cá viên chiên, bò viên thường được rán ngập trong các loại dầu được chiên đi chiên lại nhiều lần, vì thế nó là thủ phạm chính gây nhiều bệnh nguy hiểm cho cơ thể. Ví dụ như ung thư dạ dày, đại tràng và tiểu đường hay tim mạch nữa. Bên cạnh đó, những thứ đồ viên chiên giá cực rẻ chỉ từ 5 đến 10 nghìn khiến ai cũng phải đặt câu hỏi về nguồn gốc xuất xứ của chúng. Liệu thành phần của những viên này có phải được làm từ các loại cá sạch, bò chính hiệu hay chỉ là những thực phẩm kém chất lượng, ương đã bốc mùi rồi bỏ vào chất tạo hương vị là có như hàng thật? Đây là món ưa thích của mọi học sinh và người lớn, nên hãy cân nhắc khi sử dụng ngay từ đây. 5. Bim bim. Những loại bim bim được sản xuất, đóng gói với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì mình không nói làm gì. Những cái thứ mà mình muốn nhắc đến ở đây đó là rất nhiều trẻ em ưa chuộng với giá cực rẻ. Ngoài kia, những cái lô mà được bỏ thùng đóng bóng to đùng mà không ai biết rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu, không tem mác, không hạn sử dụng. Những được người bán chia nhỏ thành gói và bán lẻ với giá chỉ từ 1.000 cho đến 3.000 đồng với hương vị cay cay dễ ăn. Mặt hàng này được bày bán rất chạy ngoài cổng trường mà các học sinh đã vô tư không hề hay biết mình đang vô tình rước bệnh vào người. Đã từng có khoảng thời gian báo đài rầm rộ đưa tin cơ sở sản xuất bim bim từ nhiên liệu Trung Quốc đã gây kinh hoàng cho rất nhiều bậc phụ huynh, và chưa kể trong bim bim có chứa một lượng dầu ăn khá là lớn. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây hại đến thận này, tim mạch và huyết áp. Chính vì thế, đây cũng là loại đồ ăn vặt cần phải dè chừng và thật cẩn thận. Ám ảnh lời trăng chối cuối cùng của phú bà Trương Mỹ Lan. Hé lộ bí mật động trời về nơi giam giữ và chế độ đãi ngộ giới tài phiệt ở khu biệt giam. Thưa quý vị, vụ án Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan cũng đã dần dần đi vào hồi kết. Xoay quanh những thông tin về toàn bộ vụ án diễn ra, cũng như những khung cảnh trong phiên tòa xét xử, từng đợt đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án này như thế nào. Không chỉ đặc biệt ở kẻ chủ mưu vụ án và số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, mà còn đặc biệt ở cả nơi giam giữ của bà trùm Trương Mỹ Lan, nhân vật hot nhất lúc này cũng khiến cho dư luận cực kỳ quan tâm. Bên cạnh đó, một loạt những hành động khó hiểu và lời trăng chối gây ám ảnh của nữ tài phiệt này càng làm cho vụ án thêm phần uẩn khúc. Theo đó, lực lượng công an đã hoàn tất việc di lý bà Trương Mỹ Lan và hơn 30 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB từ nhiều cơ quan giam giữ, tạm giam về thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bà Lan bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh Hải Dương
Chồng của bà này bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh Hà Nam và hơn 30 bị cáo khác bị giam tại trại giam T16 Bộ Công an, trại tạm giam T771 Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác di lý các bị cáo đến thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam T17 Bộ Công an. Có hơn 10 bị cáo đang được tại ngoại và có 5 người đang bị truy nã. Câu hỏi được đặt ra là tại sao bà Trương Mỹ Lan lại bị tạm giam tại các nơi này và bị di lý chuyển nơi tạm giam nhiều lần đến như vậy? Chế độ của bà Trương Mỹ Lan ở các nơi tạm giam có gì đặc biệt? Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về hành vi tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo đó, sau khi nhận định xong hành vi của các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tổng hình phạt chung là tử hình. Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở để xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Lan và các đồng phạm gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho SCB. Từ đó, ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang trong người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Hành vi của 86 bị cáo mang tính chất có tổ chức, trong đó có bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội, từ đó khẳng định phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với Trương Mỹ Lan. Trước đó, trong gần một giờ nói lời sau cùng, bà Lan nhiều lần khóc, nhìn nhận trách nhiệm với hậu quả xảy ra tại SCB, song vẫn cho rằng không tham ô, xin tòa xem xét. Sau gần một tháng làm việc, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Là người đầu tiên trình bày, bà Lan cảm ơn các cơ quan công an, cơ sở giam giữ, trại tạm giam đã tạo điều kiện chăm sóc tinh thần sức khỏe cho bà đến khi ra tòa. Cảm ơn chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ, cho bà được trình bày mọi vấn đề. Tôi tin đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, định đoạt số phận pháp lý cuối cùng đối với tôi trong vụ án, bà Lan nói, và xin được nêu một số suy nghĩ, nhận thức, trình bày về nguyện vọng của bản thân. Bà Lan cho biết, sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về trại giam, bà luôn day dứt với câu hỏi tại sao bản thân và gia đình lại bị lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Từ ngày bị bắt đến giờ, bà nhiều lúc tuyệt vọng và cảm thấy đau xót về những biến cố đã xảy ra đối với gia đình, khiến chồng, cháu cùng bị bắt. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhiều lần bày tỏ bản thân và gia tộc đã trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt của thương trường để phát triển nhiều loại hình kinh doanh với mong muốn đóng góp cho thành phố và đất nước. Chồng của bà Lan là thương nhân Hồng Kông với nền tảng gia đình vững chắc và luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Bà xin hội đồng xét xử xem xét. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra có lẽ do tôi tham gia ngân hàng trong khi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này, vì thiếu hiểu biết pháp luật, không lường trước được việc bị cuốn vào vòng xoáy tái cơ cấu SCB mà làm sai. Vì tôi hy vọng và tôi tin vào việc tái cơ cấu thành công mà gia đình đã đưa hết tài sản và đảm bảo khoản vay tái cơ cấu. Bà Lan khóc. Nhắc đến nhận định của Viện Kiểm sát trước đó, bà Lan một lần nữa nói, đau xót khi bị dùng từ ngữ nặng nề như chủ mưu, cầm đầu, nắm quyền lực tuyệt đối, thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, xảo quyệt. Tôi tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản và đưa hối lộ đối với tôi, bị cáo nói. Đồng thời đề nghị tòa xem xét việc một loạt doanh nghiệp đang vay tại SCB có dư nợ khoảng 300.000 tỷ đồng, được xác định nằm trong 1.284 khoản vay của Vạn Thịnh Phát là không liên quan đến bà. Việc Viện Kiểm sát nói chỉ có 60 trên 1.169 tài sản đang bị kê biên là được hình thành trước năm 2012 là chưa chính xác. Tiếp đó, bà Lan nói luôn nhận thức đầy đủ mức độ ảnh hưởng chi phối đối với ban điều hành SCB. Không phải đến khi nói lời sau cùng tôi mới nói, tôi luôn nghiêm túc nhận thức, chịu trách nhiệm của một số bị cáo là cựu cán bộ SCB, nhân viên Vạn Thịnh Phát về hành vi vi phạm quy định với ngân hàng. Tôi kính xin hội đồng xét xử khi đánh giá hành vi, không coi tôi như là tội đồ, chủ mưu, nguyên nhân chính gây ra hậu quả của SCB hiện nay, bà Lan nói. Ngoài ra, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng xin tòa đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc tái cơ cấu SCB không thành, ghi nhận sự nỗ lực của bà cùng với toàn thể các bị cáo khác đã đưa SCB thành ngân hàng có tổng giá trị tài sản lớn nhất chỉ sau 4 ngân hàng có vốn của nhà nước. Bà Lan gửi lời xin lỗi tới chính phủ, cơ quan chức năng các cấp vì không thực hiện được lời hứa của mình suốt 11 năm tham gia tái cơ cấu SCB. Bị cáo rất hối hận khi tham gia vào lĩnh vực ngân hàng mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay, bà Lan nói. Xin tòa ghi nhận đóng góp của gia đình, vợ chồng bà đều đã được tặng thưởng huân chương lao động của chủ tịch nước. Trước kia, gia tộc tôi luôn sum vầy, giờ tan nát, mỗi người mỗi ngả, không biết có ngày được cùng nhau ăn bữa cơm hay không. Sau mỗi phiên tòa, trên chiếc xe tù, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay của người thân vẫy bên đường hoặc nhìn qua màn hình mà tan nát cả cõi lòng, bà Lan nói. Sau một lúc lặng người, bà Lan tiếp tục giải bày. Tôi vẫn luôn được mọi người coi là một người vững vàng, nghị lực, nhưng tôi cũng là phận đàn bà. Có những nỗi đau không thể nói được thành lời của một người vợ, người mẹ khi hạnh phúc đã tuột ra khỏi vòng tay. Bà Lan khẳng định,
Mặc dù đối diện với các quy định buộc loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội, nhưng từ nhận thức đến hành động, bà và gia đình vẫn kiên trì cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục kê biên vào để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, đã có các dòng tiền do một số cá nhân và pháp nhân hoàn trả cho gia đình. Bà xin ghi nhận sự thiện nguyện ân tình này. Cuối cùng, bà Lan xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng, cháu và một số bị cáo khác để họ sớm quay lại tiếp tục làm việc, cống hiến cho xã hội. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ tài liệu và lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa thể hiện bị cáo Lan là người thực sự sở hữu và chi phối hơn 91,5% cổ phần của SCB, là người thực tế có quyền chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB, lợi dụng vai trò là cổ đông lớn quyền lực, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo này đã thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi bộ luật hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chưa xử lý tội tham ô tài sản đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, nên Viện Kiểm sát Nhân dân đã truy tố bị cáo ở hai tội danh ở hai giai đoạn trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 là phù hợp. Đây cũng là lập luận để hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư, cho rằng việc xử lý hai tội danh đối với bị cáo Lan là bất lợi cho bị cáo. Cụ thể, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo khoản 3, điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999, bà Lan đã chỉ đạo tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức cho 304 khách hàng vay 368 khoản, còn dư nợ tổng số tiền hơn 132.000 tỷ đồng. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, nên xác định hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, các khoản vay này còn dư nợ gốc hơn 415.600 tỷ đồng, dư nợ lãi hơn 129.300 tỷ đồng. Biến căng, gia đình sản phụ mất con treo băng rôn kín bệnh viện thua cúc, tố cáo bác sĩ tắc trách và vô cảm. Thưa quý vị, bà NTH, mẹ của sản phụ TND trong vụ gia đình cho rằng thai nhi tử vong khi đăng ký sinh tại bệnh viện thua cúc, cho biết gia đình đã đến trước cổng bệnh viện căng băng rôn với nội dung yêu cầu thua cúc trả lại con cho tôi. Gia đình cho rằng bệnh viện thua cúc đã tắc trách dẫn đến thai nhi tử vong. Không mổ đẻ, dù sản phụ yêu cầu khi kết quả thăm khám cho thấy tim thai dao động nhiều, giảm nước ối, dây rốn quấn cổ. Theo mẹ sản phụ, con gái bà mang thai, khi đi siêu âm, bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn quấn quanh cổ thai nhi, sản phụ nước ối cạn, cũng đã cận ngày sinh. Gia đình rất lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và bé, đề nghị phía bệnh viện mổ lấy thai. Tuy nhiên, phía bệnh viện thông báo không vấn đề gì, đẻ thường được. Nhưng sau đó, gia đình được biết thai nhi đã tử vong. Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà NTH mẹ sản phụ D cho biết, sau khi vào bệnh viện phụ sản trung ương thì bác sĩ kết luận cháu bị dây rốn quấn thắt nút và gửi lời chia buồn đến gia đình. Theo lời kể của anh TA, chồng sản phụ D thì khi đi khám ở tuần 37-38, bác sĩ có siêu âm và kết luận nước ối giảm và dây rốn quấn cổ. Vợ tôi hỏi là có vấn đề gì không và đề nghị mổ cấp cứu luôn, nhưng bệnh viện chỉ giữ lại một đêm để theo dõi và hôm sau thì cho vợ tôi xuất viện vì tình hình sức khỏe đã ổn định. 3 ngày sau, hai vợ chồng có quay lại bệnh viện để khám lại thì mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 3, lần khám cuối cùng, thì bác sĩ thông báo em bé đã mất tim thai. Vợ tôi có đề nghị được mổ cấp cứu luôn, nhưng bác sĩ đề nghị chuyển viện. Chồng sản phụ D cho biết trước khi vào bệnh viện thu cúc siêu âm lần cuối thì em bé vẫn đạp. Sản phụ D cũng vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện gì bất thường. Theo chia sẻ của người thân, sau khi mất con, tâm lý và sức khỏe của sản phụ D chưa được ổn định. Vợ tôi tâm lý chưa được ổn định sau cú sốc mất con. Từ hôm xảy ra sự việc, bệnh viện thu cúc cũng chưa hề đến nhà thăm hỏi. Nhưng buổi làm việc tại bệnh viện trước đó đều là do gia đình đề nghị, anh TA cho biết. Phía bệnh viện thì cho rằng không phải lỗi của mình, không có thai nhi nào tử vong tại thu cúc. Quá bức xúc với sự cháo trở này, hôm nay gia đình đã nhuộm đỏ bệnh viện bằng những băng rôn, biểu ngữ để đòi lại công bằng cho người cháu chưa kịp ra đời đã yên nghỉ của họ. Liên quan đến sự việc nói trên, bà NTH mẹ sản phụ D cùng một số người thân đã có mặt tại bệnh viện và yêu cầu được làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Theo chia sẻ của bà Hát, thì trước đó bà đã đến đây làm việc 3 lần, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả và cũng chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng. Bệnh viện trao đổi, khi mai táng cho cháu xong thì sẽ nói chuyện tình cảm với gia đình, nhưng đến giờ đã chối bỏ trách nhiệm. Tôi đã đến đây làm việc 3 lần, nhưng bệnh viện không có một lời giải thích thỏa đáng. Tôi sẽ làm việc này cho đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu tôi, bà Hát chia sẻ. Sự việc ồn ào và số lượng người dân đông mang theo băng rôn tập trung phía trước bệnh viện tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám
đã gây sự chú ý của nhiều người đi đường và khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Đau lòng, gia đình 11 người con kéo nhau ra tòa chỉ vì miếng đất tổ tiên để lại. Cả hội đồng xét xử lắc đầu ngao ngán phán một câu, ai nghe xong cũng câm nín. Thưa quý vị, đã có không ít những vụ việc anh em ruột vì mâu thuẫn đất đai mà kéo nhau vào kiện tụng, thậm chí còn để lại những hậu quả thương tâm gây ám ảnh. Mới đây, một phiên tòa khiến nhiều người khó nói nên lời về tranh chấp thửa đất 1.213m2 do cha mẹ để lại xảy ra tại Phú Thọ liên quan giữa 11 người con là anh chị em ruột. Vụ án này khó nói không phải vì khó xét xử mà đằng sau đó là những câu chuyện khó nói, những lý lẽ khó giải bày của những người là anh chị em ruột thịt với nhau. Đến mức chính chủ tọa phiên tòa cũng phải nói rằng rất đau lòng anh em kiện nhau đã là thua cả hai bên rồi. Vụ án liên quan đến 11 người là anh chị em ruột đều trú tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Nguyên đơn là ông VTA, 73 tuổi, bị đơn là ông VKB, 65 tuổi. Theo đơn khởi kiện, cha mẹ những người này sinh được 11 con chung, trong đó ông A là con cả, ông B là con thứ tư. Năm 1962, cha mẹ nhận chuyển nhượng thửa đất 1.213m2 từ một người địa phương chưa được cấp sổ đỏ. Đến năm 1984, cha mẹ cho ông B 138m2 đất để làm nhà riêng, hơn 1.000m2 còn lại gồm nhà cây cối và công trình xây dựng của cha mẹ mất không để lại di chúc. Năm 2020, ông A họp 11 anh chị em bàn xây nhà tự đường trên 175m2 còn lại, cho rằng đó là tài sản thừa kế chung. Ông A nói mình và các em đã bất ngờ và sốc khi ông B thông báo toàn bộ 1.213m2 đã đứng tên ông được huyện Thanh Thủy cấp sổ đỏ từ 15 năm trước. Tức năm 2005, trong lúc mẹ còn sống, ông A cho rằng em trai sử dụng thửa đất khi cha mẹ không có di chúc, gia đình không họp mặt để phân chia tài sản, cũng không ai ủy quyền làm thủ tục đứng tên là trái quy định pháp luật. Do vậy, ông A đại diện cho 9 anh chị em cùng khởi kiện, vợ và con trai của người đã mất ủy quyền cho ông A khởi kiện, đề nghị hủy sổ đỏ đã cấp cho ông B, chỉ cho ông B được hưởng 138m2 phần còn lại chia đều. Là bị đơn, ông B khẳng định từ năm 1992, cha đã tới Ủy ban Nhân dân xã làm thủ tục cho mình cả 1.213m2 đất. Từ đó, ông tôn tạo xây dựng tường bao, đóng thuế đất và sử dụng ổn định. Đến năm 2005, được huyện cấp sổ đỏ lần đầu đứng tên ông. Vẫn theo lời ông B, sau khi cho ông toàn bộ 1.213m2, cha mẹ đã mua khu đất khác cùng xã sinh sống ổn định đến khi qua đời vào năm 2001 và 2015. 11 anh em đã bán khu đất này chia nhau, do đó ông B cho rằng toàn bộ di sản thừa kế của cha mẹ đã được định đoạt xong, không ai có ý kiến gì hay do sốt đất nên các anh chị em mới đòi quyền lợi. Ông không chấp nhận yêu cầu của phía nguyên đơn. Tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm. Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Xá cho hay, bản đồ năm 1987 đo vẽ thể hiện mảnh đất 1.213m2 của cha mẹ họ chia hai thửa đất có diện tích 1.075m2 và thửa có diện tích 138m2. Tại phiên tòa này, ông B còn mời 6 nhân chứng là cựu cán bộ xã thời kỳ 1990. Những người này cho biết, cha mẹ ông B khi còn sống luôn nói về việc cho ông B toàn bộ thửa đất. Mảnh đất trước nay luôn là một thửa, không rõ vì sao, có sự tách nhập như bản đồ địa chính xã thể hiện. Là người duy nhất ủng hộ ông B, bà VTC, con thứ hai trong gia đình xác nhận lời khai của em trai mình về việc cha mẹ để lại toàn bộ 1.213m2 đất cho ông là đúng. Khi cho, cha mẹ có nói cho các con biết. Do vậy, bà không đồng ý việc các anh chị em khác kiện ông B để đòi đất, đồng thời nói rằng nếu được chia cũng sẽ không lấy mà cho ông B theo đúng ý nguyện của cha mẹ. Giai đoạn sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên hủy sổ đỏ cấp cho ông B là tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng, nhưng ngân hàng lại không nhận được thông báo nào về ý kiến liên quan đến tài sản vừa nêu. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng cần xác định phía ngân hàng tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để đảm bảo quyền lợi cho bên nhận thế chấp, đồng thời cần xác minh, thu thập thêm tài liệu chứng cứ về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng, tặng cho thừa đất để có cơ sở đánh giá toàn diện giải quyết vụ án. Tòa sơ thẩm đã tuyên hủy sổ đỏ đã cấp cho ông để phân chia tài sản thừa kế. Theo đó, ông B được hưởng 138m2, đã được cho trước đó hơn 1.000m2 còn lại, được định giá 6,7 tỷ đồng, tòa tuyên chia đều cho 11 người. Không chấp nhận phán quyết này, ông B kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm. Đầu tháng 4 năm 2023, phiên tòa từng được mở trở lại, song phải tạm dừng để xác minh thêm thông tin và dành thời gian cho các bên hòa giải.